Rồi, hello hello, xin chào anh em, mình Thắng Đỗ Cần Thơ nha. Lời đầu tiên mình gửi lời chào chúc sức khỏe đến anh em. Do một số hạn chế nha anh em, mình lên clip gà bị gỡ hoài ha. Đó, nên mình tạm thời mình lên mấy cái clip nấu ăn của mình ha. Cái này là gỗ rau ngoài bẻ ngoài vườn anh em, cần nước nè. Này rau mình trồng nhà ha, mồng tơi. Cần nước. Rau ha. Bữa nay mình nấu lẩu vịt hầm sả nha, tại mình không có ăn gà nha. Vịt hầm sả nhưng mà có đủ thứ cái con này hết nè. Hải sản ha, tôm, bạch tuộc. Do hạn chế bên gà quá nha, mình ít có đăng nha anh em. Số dép lào mình để trên tiêu đề ha. Anh em nào quan tâm gà thì mình nhìn số dép lào ha, vào giá lồ của mình ha. Ngày nào mình cũng có lên gà hết anh em. Rồi mình xin chào, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại nha. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ.